Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1422-1423 Ông, khi này một thân ảnh đạp vào tế đàn thời điểm, hư không chấn động đứng lên, vùng thế giới này bên trong, đạo này thân ảnh màu đen trong nháy mắt trở thành hạch tâm, vô tận thần quan tại trên người nàng nở rộ, quanh quẩn xuất ra đạo đạo màu đen thần hồng, thần hồng phía dưới, trần tư tưởng nhớ cuối cùng mở ra song đồng, một đạo hào quang năm màu từ nàng trong ánh mắt nở rộ mà ra, tản mát ra vô tận mị hoặc tia sáng cùng vô tình chi ý, chính mình cuối cùng đạp vào cái này một tòa tế đàn sao, trần tư tưởng nhớ cứ như vậy đứng ở chỗ này, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thời gian dài như vậy cảm ngộ ma đạo áo nghĩa, nàng thần trí phản phất đã hoàn toàn trầm luân ở khoáng đạt ma đạo áo nghĩa bên trong, quên đi hết thảy, có thế chỉ một lát sau công phu. Ánh mắt của nàng liền băng lạnh, tí ti lạnh lùng khí tức từ trên người nàng tản mát mà ra, tế đàn bốn phía hư không giống như loại băng hàng ngưng kết ta. Thông qua khảo hạch sao? Trần Tư tưởng nhớ nỉ non, trong ánh mắt có sâu tận xương tủy cừu hận, mang theo vô tình băng lãnh hàng phong, đột nhiên, quanh, vô tận trên tế đàn đột nhiên truyền đến một đạo khí tức đáng sợ. Một đôi to lớn song đồng xuất hiện, ngưng thị xuống, cặp kia đồng tử tản ra vô tận lạnh như băng tia sáng. Trần Tư cảm giác cảm giác thân thể của mình bên trong huyết dịch trong nháy mắt động lại, có loại cảm giác hít thở không thông, cả người phản phất bị nhìn xuyên một cái giống như, này đôi đồng tử, tự hồ có thế nhìn thấu trong lòng người vô tận dục vọng. Vô tình chi đạo Không, là có tình hóa vô tình, thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, nguyệt như vô hận nguyệt thường tròn, nghĩ không ra ở nơi này nho nhỏ hạ giới, lại còn có người có khả năng đem vô tình chi đạo lĩnh ngộ được tầng này cảnh giới, hiếm thấy, hiếm thấy a. À. Ú Anh Minh vang tới, Nguyên ma chi chủ nhìn chăm chú trần tư tưởng nhớ, lộ ra vẻ cảm khái, nó có thể nhìn ra trần tư tưởng nhớ tu luyện đại đạo. Vô tình chi đạo, có thế hết lần này tới lần khác tại vô tình bên trong, nhưng lại uẩn chứa tình, vì cái gì vô tình? Chỉ vì hữu tình, loại này đạo tắc, cho dù là ở thiên giới, cũng không phải bình thường, cũng không phải là người bình thường có khả năng cảm ngộ, thường thường tu luyện vô tình chi đạo người, đoạn tuyệt hết thảy thất tình lục dục, bọn hắn tồn tại. Phản phất chỉ vì tu luyện, từ bỏ hết thảy, là đáng sợ nhất đại đạo một trong, ngươi chính là uyên ma chi chủ. Trần Tư Tưởng nhớ ngẩng đầu, trong ánh mắt nở rộ hào quang năm màu, tí ti mị hoặc chi lực quanh quẩn mà ra, tế đàn này hư không tự hồ cũng bởi vì Trần Tư Tưởng nhớ một câu nói kia, mà trở nên cám dỗ và tiên diễm đứng lên, ở nơi này trong truyền thừa cảm ngộ vô tận ma đạo Trần Tư Tưởng nhớ. Khí tức trên thân càng thêm nội liễm, nếu như nói trước đó Trần Tư tưởng nhớ mị hoặc chi lực là tới từ thân thể của nàng, đến từ khí chất của nàng, như vậy thời khắc này Trần Tư tưởng nhớ, toàn thân trên dưới đều tản ra làm người sợ hãi mị hoặc chi lực. Đây là một loại từ sâu trong linh hồn tản mát ra mị hoặc khí tức, trên người nàng phun trào vô tận mị lực. Phản phất có thế dụ hoặc thế gian vạn vật, để cho người ta rơi vào vô tận hắc ám vực sâu, trầm luân nội tâm mình dục vọng cùng xấu xí bên trong, kinh khủng như vậy mị hoặc chi lực, cho dù là so trần tư tưởng nhớ tu vi cao hơn người, cũng rất khó chống cự, lợi hại, ma mị chi thể. Nguyên ma chi chủ nở nụ cười, nghĩ không ra ngươi cảm ngộ bản ma truyền thừa ma đạo sau đó. Có thể đem tự thân mị thể chuyển hóa làm ma mị chi thể, ngươi, trời sinh liền thích hợp ma đạo, bao nhiêu năm, bản ma đã không có nhìn thấy như thế có thiên phú người tuổi trẻ. Nguyên ma chi chủ cười, bất quá, ngươi điểm ấy mị hoặc chi lực, cũng không cần đối bản ma thi triển, tại bản ma trước mặt, ngươi mị hoặc chi lực, bất quá là quá khứ mây khói, căn bản là không có cách mị hoặc đến bản ma một chút. Trần Tư tưởng nhớ ngẩn đầu, ánh mắt lửa nóng, cắn răng nói, ta nhớ được ngươi đã nói, chỉ cần thông qua truyền thừa, liền có thể vào vô thượng ma đạo. Nàng nhìn chầm chầm uyên ma chi chủ, tự hồ trước mắt chính là một cái bình thường người, mà không phải ma uy thông thiên ma tộc cường giả, cặp con mắt kia bên trong, mang theo vô tận kiên quyết, để nó đều có chút tim đập nhanh. Cảm nhận được trong đó đáng sợ quyết tâm, ngươi cứ như vậy khát vọng sức mạnh. Nguyên ma chi chủ đạo, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, để cho ta làm cái gì cũng có thể. Trần Tư tưởng nhớ lạnh lùng nói, ẩn chứa vô tận băng lãnh, nhưng đồng dạng ẩn chứa nhường uyên ma chi chủ biến sắc quyết tâm, rất tốt. Nguyên ma chi chủ cười, trong ánh mắt mang theo thưởng thức. Bản ma liền thích như ngươi vậy, so với phía trước một cái kia gia hỏa, bản ma càng ưa thích ngươi, bởi vì ngươi có giả tâm, có dục vọng. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành bản ma nhiệm vụ, liền có thể thu được đủ thực lực, hoàn thành trong lòng ngươi bất luận cái gì muốn hoàn thành chấp niệm. Nguyên ma chi chủ thanh âm bên trong tràn đầy cám dỗ và tàn nhẫn, nhiệm vụ gì? Trước tiên không vội, ngươi bây giờ thực lực còn quá yếu, nhưng bản ma trước tiên đề thăng ngươi một chút thực lực. Ông, kèm theo uyên ma chi chủ tiếng nói rơi xuống, từng đạo vô hình ma quan bao phủ xuống, kèm theo đạo này ma quan, còn có một cổ vô cùng kinh khủng linh hồn áp bách, từng đạo tinh thuần ma đạo khí tức tràn vào đến rồi trần tư tưởng nhớ trong thân thể, quanh trần tư tưởng nhớ trong đầu tại huyễn ma uyên bên trong trắng nuốt vô tận oan hồn, lập tức kêu thê lương thảm thiết đứng lên, những thứ này oan hồn, nguyên bản thời thời khắc khắc tại trần tư tưởng nhớ trong đầu tru lên, gào thét, nhưng giờ khắc này lại nhao nhao bị trần tư tưởng nhớ hấp thu mở rộng linh hồn của nàng a à, trần tư tưởng nhớ lập tức cào thống khổ đứng lên chịu không được cổ này lực lượng đáng sợ đồng thời linh hồn của nàng sức mạnh cũng tại tăng lên điên cuồng hơn nữa bởi vì này chút quan hồn là trần tư tưởng nhớ bản thân mình trong linh hồn sức mạnh vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản vệ một luồng khí tức đáng sợ từ trần tư tưởng nhớ trên thân tản ra hơn nữa trần tư tưởng nhớ tu vi cũng tại tăng lên điên cuồng hậu kỳ đỉnh phong bán thánh bán thánh đỉnh phong cùng tầng ma một dạng tại bước vào đến bán thánh tột cùng thời điểm nguyên ma chi chủ cũng không tiếp tục đề thăng trần tư tưởng nhớ thực lực bởi vì một khi nhường trần tư tưởng nhớ ở đây đột phá thánh cảnh như vậy nó đem không cách nào đem trần tư tưởng nhớ từ nơi này đưa ra ngoài liền vi phạm nó dự tính ban đầu ông mà ở trần tư tưởng nhớ trong thân thể sức mạnh tăng lên điên cùng thời điểm, một đạo hào quang năm màu cũng từ trần tư tưởng nhớ trong thân thể quanh quẩn đi ra, hơn nữa cái này ti ngũ thải quang mang bên trong, ẩn chứa một đạo khí tức màu đen, cái gì? Cổ này huyết mạch, viên ma chi chủ sắc mặt đại biến, phản phất nhìn thấy cái gì khó tin đồ vật đồng dạng. Khí tức trên người của nó vậy mà rung động dữ dội đứng lên, cái này một cổ huyết mạch, làm sao có thể? vị kia huyết mạch làm sao lại ở nơi này một cái nho nhỏ thiên vũ đại lục nhân tộc trong thân thể, chẳng lẽ là trước kia vị kia, huyên ma chi chủ chấn kinh vạn phần, nó trong ánh mắt toát ra chấn kinh, có thế chợt, nhưng lại lộ ra nụ cười, nghĩ không ra trên người nàng vậy mà nắm giữ vị kia huyết mạch. Như thế rất tốt, xem ra bản ma kế hoạch, có 8 thành xác suất có thế hoàn thành. Huyên ma chi chủ vạn phần kích động, vốn là nó đối với mình kế hoạch, chỉ có 5 thành xác suất. Nhưng là bây giờ, lại lập tức tăng lên tới 8 thành, hơn nữa, kế hoạch ban đầu, cũng cần phải thay đổi một chút, quanh, viên ma chi chủ dừng lại sức mạnh vận chuyển, trần tư tưởng nhớ lập tức thanh tỉnh lại. Ta, nàng cảm thấy thân thể của mình bên trong tràn đầy sức mạnh, đối với thiên địa giữa cảm giác, vô cùng rõ ràng, thậm chí ẩn ẩn có thế cảm giác được ngoại giới hủy bán thánh đỉnh phong, trần tư tưởng nhớ lập tức cảm giác tới tu vi của mình đẳng cấp, nàng chưa bao giờ từng thấy bán thánh cao thủ nhưng chẳng biết tại sao tại nàng cảm giác được chính mình sức mạnh sau đó trong đầu bản năng liền có thể phản ứng đi ra thực lực của mình thượng quan hi nhi trần tư tưởng nhớ ánh mắt phút chút lạnh như băng xuống nội tâm của nàng kích động đối với đột phá thánh cảnh nàng không có bất kỳ cái gì khát vọng hôm nay nàng một lòng chỉ có một ý niệm đó chính là giết chết thượng quan hi nhi thay tần trần báo thù mà báo thù sau đó sinh tử của nàng cũng đã hoàn toàn không để ý từ giờ trở đi ngươi chính là bản ma đệ tử hôm nay ngươi khoảng cách thánh cảnh chỉ có cách xa một bước bản ma mặc dù không biết nguyện vọng của ngươi là cái gì nhưng mà bản ma lại biết tại bây giờ thiên vũ đại lục ngươi muốn hoàn thành nguyện vọng chưa hẳn rất dễ dàng trấn áp lại sấm sét của mình phát sinh biến hóa nguyên ma chi chủ mặc dù không tin tường ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng là biết thiên vũ đại lục bên trên tuyệt đối xảy ra đại sự hơn nữa ít nhất là thánh cảnh cấp bậc đại sự bằng không lôi đình chi hải không có phản ứng đương nhiên bản ma sẽ không quản nguyện vọng của ngươi là cái gì bản ma chỉ cần ngươi rời đi lôi đình chi hải chi phía sau thay bản ma đi tới thần cấm chi địa làm một chuyện thần cấm chi địa trần tư tưởng nhớ cả kinh không sai nơi đó có một kiện bản ma trước kia lưu lại đồ vật bản ma cần ngươi lấy tới hơn nữa ngươi rời đi lôi đình chi hải nhất định phải đi hoàn thành đến nỗi chuyện của mình ngươi nhất thiết phải đang thay bản ma sau khi làm xong mới có thể đi làm ngươi có thể làm đến viên ma chi chủ tự nhiên có thể nhìn ra trần tư tưởng nhớ trong lòng chấp niệm nó cũng không nguyện trần tư tưởng nhớ rời đi về sau đi trước làm chính nàng việc cần phải làm trần tư tưởng nhớ do dự một chút viên ma chi chủ lạnh như băng nói ngươi nếu có thể làm đến bản ma liền thả ngươi đi có thế ngươi như làm không được bản ma chẳng những sẽ đem ngươi lưu lại còn có thể cướp đi bản ma ban cho ngươi hết thảy, ngươi có chịu không? Nguyên ma chi chủ lạnh lùng nhìn chầm chầm trần tư tưởng nhớ, hảo, ta đáp ứng ngươi. Trần tư tưởng nhớ cắn răng, cuối cùng đáp ứng, rất tốt. Viên ma chi chủ cười, nó biết, bực này chấp niệm người một khi đáp ứng. Liền tuyệt sẽ không nuốt lời, bằng không, đạo tâm hủy diệt, nó sở ban tặng hết thảy, tự nhiên cũng sẽ phản vệ đối phương, đã như vậy, bây giờ bản ma chủ liền đem ngươi truyền tống ra ngoài, đến nỗi bản ma muốn ngươi lấy đồ vật, bản ma sẽ đánh vào trong đầu của ngươi, chờ ngươi đến rồi thần cấm chi địa, tự nhiên là minh bạch. Thoại âm rơi xuống, nguyên ma chi chủ tại trần tư tưởng nhớ trong đầu đánh vào một đạo tin tức. Ngay sau đó một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem trần tư tưởng nhớ bao khỏa, sau một khắc, trần tư tưởng nhớ quanh thân không gian lóe lên, cả người đã biến mất ở giữa thiên địa nghĩ không ra vị kia tại ngày này vũ đại lục cũng có truyền nhân, lần này, nói không chừng thật đúng là bản ma cơ duyên, cạc cạc cạc. Nguyên ma chi chủ âm trầm âm thanh ở nơi này không gian truyền thừa vang vọng. Lôi đình chi hải ngoại vây, suy một tiếng, hư không nứt ra, một thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện ở bên trong hư không, chính là Trần Tư tưởng nhớ, đây là Lôi đình chi hải. Trần Tư cảm giác biết lấy bốn phía, nội tâm có xung động mãnh liệt, nàng rất muốn đi trước phiêu miểu cung tìm kiếm thượng quan hy nhi nhưng nghĩ tới đối với viên ma chi chủ hứa hẹn trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái nàng biết chính mình đáp ứng hứa hẹn chính mình nhất thiết phải hoàn thành đã như vậy vậy trước tiên đi thần tấm chi địa chờ vào tay uyên ma chi chủ muốn món đồ kia lại đi lấy thượng quan hy nhi đầu người trên cổ trần tư tưởng nhớ trong ánh mắt nở rộ một tia hàng ý lạnh lẽo thân hình thoát một cái biến mất ở lôi đình chi trong biển trực tiếp trốn vào hư không. Lướt về phía thần cấm chi địa, giờ khắc này ở thần cấm chi địa ngoại vi, lăng lục lăng bọn người ra khỏi thần cấm chi địa sau đó, trong mấy ngày nay một mực tại bố trí trận pháp gì, trận pháp này vô cùng phức tạp và khó hiểu, cho dù là trở lên quan hy nhi tạo nghệ, cũng hoàn toàn xem không hiểu đối phương bố trí, nhưng từ đối phương trong lúc nói chuyện với nhau, thượng quan hy nhi cũng hiểu được tới, đối phương dường như đang nghĩ biện pháp cùng bọn hắn trong miệng vị kia cái gọi là đại nhân liên hệ với thiên giới đại nhân thượng quan hy nhi đứng tại bên cạnh ánh mắt lấp lóe trong nội tâm một mực tại chờ mong có thể để cho bọn gia hỏa này xưng là đại nhân lại sẽ là dạng gì cường giả Quanh, cuối cùng đang bố trí mấy ngày sau cái này một tòa trận pháp cuối cùng bố trí xong lăng lục lăng đưa tin đại trận bố trí xong người xác định thật muốn liên hệ đại nhân phải biết bực này vượt giới đưa tin đại trận, chúng ta chỉ có thể sử dụng một lần, một khi lần này sử dụng, sẽ lại không có cùng đại nhân trực tiếp liên lạc cơ hội. Tu Thành Trạch bọn người trầm giọng nói, lăng lục lăng sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng cắn răng nói, liên hệ. Đám người thở ra một hơi, cũng giống là tựa như hạ quyết tâm, nhao nhao lấy ra một kiện đồ vật tới, thận trọng bỏ vào trong trận pháp, chính là mấy khối khắc đầy đại lượng phù văn trận bàn, những thứ này trận bàn kết hợp, lập tức, một cổ cuồng cuộn sức mạnh tràn ngập mà đến, mà lăng lục lăng từ trữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối màu sắc ôn nhuận ngọc bài. Đem cái kia ngọc bài để vào trong trận bàn, lăng lục lăng trong mắt lóe lên một tia không muốn cùng kiên quyết chi sắc, lúc này mới trong miệng khẽ đọc, hai tay không ngừng vẽ lấy đủ loại ký hiệu, đem chính mình một đạo thần niệm đánh vào ngọc bài bên trong, lập tức trên trận bàn trận pháp nhanh chóng gây nên tới, từng đạo tia sáng phiêu tán đi ra, tại trận bàn bốn phía ẩn ẩn hiện ra một loại vạn vẹo tràn cảnh. Giống như không gian bị lôi kéo biến hình đứng lên, lập tức, một cổ đáng sợ nhường thiên vũ đại lục hư không đều rung động sức mạnh tràn ngập ra, quanh một tiếng, sông thẳng trời cao, biến mất ở mênh mông phía chân trời, thượng quan hy nhi con ngươi đột nhiên co lại, hoảng sợ nhìn xem, đại trận kia cấp tốc vận chuyển, cái kia ngất trời vần sáng trong nháy mắt nội liễm. Hóa thành một cái vòng xoáy, vòng xoáy bên trong, một cái màn sáng xuất hiện, Thượng quan Hy Nhi mở to hai mắt nhìn xem một màn thần kỳ này, các loại năng lực này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, ở trên thiên vũ đại lục cùng cái gọi là thiên giới đại nhân liên hệ, cái này đều có thể làm đến, ông chỉ thấy màn ánh sáng lớn phía trên, một thân ảnh hiện lên. Đạo thân ảnh này có chút mơ hồ, lại tản ra làm người sợ hãi uy nghiêm, cho dù là cách vô tận màn sáng, cũng làm cho Thượng quan Hy Nhi tâm thần chấn động, bất quá, trên người của hắn mặt cũng không phải là như thế nào rộng rãi, làm trên quan hy nhi hơi hơi nghi hoặc, chẳng lẽ thiên giới đại nhân mặt cũng là thông thường như vậy sao, lăng lục lăng bọn người nhìn thấy thân ảnh. Sắc mặt hơi đổi một chút, tự hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cung kính nói, gặp qua vũ văn đại nhân. Ta tưởng là ai thôi động vượt giới đưa tin đại trận, không nghĩ tới là các ngươi mấy cái, lăng lục lăng, các ngươi thật to gan. Thân ảnh kia nhìn thấy lăng lục lăng mấy người, ánh mắt trầm xuống, trực tiếp chính là quát lớn đứng lên, theo ta được biết, mấy người các ngươi đi là một cái tiểu vị diện A. Đã lâu như vậy. Chẳng lẽ mấy người các ngươi còn không có đem cái kia dị ma đại lục công chiếm xong tới? Còn ngông cùng thôi động vượt giới đưa tin đại trận, các ngươi nhưng biết, bực này đại trận chỉ có tại chuyện trọng yếu phát sinh thời điểm mới có thể mở ra, lưu lại các ngươi trên thân, chỉ là để phòng vạn nhất, cũng không phải là thật sự để các ngươi sử dụng, các ngươi phải bị tội gì? Kinh khủng uy nghiêm, phản phất xuyên thấu qua màn sáng để lăng lục lăng đám người sắc mặt hết sức khó coi, cho dù ai vừa lên tới liền bị người quát lớn, cũng không biết lái tâm, liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đều có bất mãn, chỉ là ai cũng không có mở miệng, người kia quát lớn xong sau, nhìn lăng lục lăng đám người cũng không nói lời nào, lúc này mới cười lạnh một tiếng, đạo, mấy người các ngươi, có chuyện quan trọng gì thôi động vượt giới đưa tin đại trận. Cứ nói thẳng đi, bất quá ta cảnh cáo các ngươi nếu để cho ta phát hiện các ngươi không có gì quan trọng đại sự lại thôi động vượt giới đại trận liền xem như tô trưởng lão nghĩ bảo đảm các ngươi bản tọa cũng muốn bẩm báo thánh chủ đại nhân thật tốt nghiêm trị chỉ mấy người các ngươi gia hỏa liền xem như gặp phải nguy hiểm tính mạng cũng không xứng sử dụng vượt giới đưa tin đại trận giá cao ngạo nam tử ánh mắt băng lãnh mười phần ngạo nghễ thánh chủ thượng quan hy nhi trong lòng hơi động một chút ở trong mắt nàng, trước mắt mấy cái này thiên giới cao thủ đã là vô địch một dạng tồn tại, nhưng từ nơi này cao ngạo nam tử bên trong, nàng lại nghe ra lăng lục lăng mấy người đang bọn hắn chỗ ở tổ chức căn bản không địa vị gì, chỉ là tầng dưới chót nhất một dạng tồn tại. Hơn nữa, trước mắt bọn hắn tiếp thông cao ngạo nam tử, tự hồ cùng lăng lục lăng bọn hắn mười phần bất thường, không đúng, hẳn là cũng không phải nói cùng bọn hắn bất thường, mà là cùng lăng lục lăng bọn hắn cấp trên cái gì tô trưởng lão bất thường, lúc này mới như vậy thái độ, vừa lên tới liền nghiêm nghị quát lớn, xem ra những ngày này giới người cũng liền như vậy. Lẫn nhau lục đục với nhau, còn tưởng rằng có bao nhiêu ngưu bức đâu, ngược lại là giá cao ngạo nam tử trong miệng thánh chủ, dường như là cái thế lực này bên trong người mạnh nhất. Chính là không rõ ràng thánh chủ đến tục cùng là cấp bậc gì cao thủ, ở thiên giới bên trong, lại có địa vị gì, thượng quan hy nhi đem các loại đều yên lặng ghi tạc trong lòng bất động thanh sắc đứng ở một bên lăng lục lăng mấy người vô cùng khó coi bây giờ cuối cùng nhịn không được vũ văn đại nhân chúng ta có chuyện quan trọng bẩm báo thánh chủ đại nhân còn xin bẩm báo một phen chuyện quan trọng nguy nga nam tử cười lạnh một tiếng mấy người các ngươi có thể có chuyện quan trọng gì còn muốn bẩm báo thánh chủ đại nhân thánh chủ đại nhân làm sao có thời giờ thấy các ngươi mấy cái trực tiếp nói cho bản tọa là được rồi lăng lục lăng hít sâu một hơi lạnh lùng nói vũ văn đại nhân chúng ta tôn xưng ngươi một tiếng đại nhân là bởi vì ngươi thân phận và địa vị nhưng mà chúng ta chính là tô trưởng lão thủ hạ cũng không chịu ngươi cai quản hơn nữa chúng ta cũng biết vượt giới đưa tin đại trận trân quý tất nhiên chúng ta mở ra vượt giới đưa tin đại trận tự nhiên là có chuyện quan trọng thậm chí là đối với thánh chủ đại nhân mà nói cũng vô cùng trọng yếu đại sự, nếu là bởi vì các hạ mà hỏng chuyện, ta muốn trở về đầu thánh chủ đại nhân trách cứ xuống, ngươi cũng chịu đựng không nổi a. À. Hừ. Vũ Văn Bác ánh mắt lập tức băng lãnh xuống, hẹp dài trong hai con ngươi phóng ra sát cơ lạnh như băng, lập tức một luồng áp lực vô hình. Phản phất muốn xuyên thấu qua màn sáng đánh tới, lăng lục lăng, các ngươi đây là đang uy hiếp bản tọa chúng ta sao dám uy hiếp vũ văn đại nhân ngươi chỉ là thực sự cầu thị lăng lục lăng không kiêu ngạo không tự ti đạo hảo rất tốt vũ văn bác cười chỉ là nụ cười rất lạnh như vạn niên huyền băng một dạng lạnh nghĩ không ra các ngươi đi giới vậy mà lòng can đảm lớn như thế hoàn toàn chính xác chậm trễ thánh chủ đại nhân chuyện quan trọng bản tọa cũng gánh không được nhưng mà ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết là liên quan tới là cái gì chuyện quan trọng a à? bằng không ta muốn như thế nào bẩm báo thánh chủ đại nhân. Vũ Văn Bác cười lạnh liên tục, trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý, nếu là lăng lục lăng bọn hắn không có một cái nào ý kiến. Vậy hắn ắt hẳn phải hướng thánh chủ đại nhân vạch tội bọn hắn một cái đại bất kính chi tội, đến lúc đó, liền xem như lăng lục lăng bọn hắn tại hạ giới làm ra công lao, cũng phải để bọn hắn chịu không nổi, mấy cái tô quyền thủ hạ, cũng xứng cùng mình kêu gào, lăng lục lăng trầm mặt một chút, sau đó nói, hảo, nói cho ngươi cũng không sao, là việc quan hệ lúc gian bản nguyên sự tình. Cái gì, lúc gian bản nguyên? Nguyên bản khóe miệng ngậm lấy cười lạnh vũ văn bác sắc mặt lập tức thay đổi, phản phất nghe được cái gì khó tin đồ vật đồng dạng, trong hai con ngươi nổ bắn ra thần quang, nghiêm nghị nói, ngươi vững tin. Có tám thành chắc chắn. Lăng lục lăng lạnh lùng nói, vũ văn bác hô hấp đột nhiên dùng dập lên, thậm chí tại lăng lục lăng bọn người trước mặt đều không thể khống chế lại sắc mặt không ngừng biến ảo thật sự là tin tức này quá kinh người lúc giang bản nguyên cái này ở thiên giới cũng là vô cùng đồ trọng yếu có thể xưng chí bảo là thiên giới bất kỳ cao thủ nào đều đỏ con mắt tồn tại hắn nhướng mày trầm giọng nói lăng lục lăng theo ta được biết các ngươi là bị phái đi lại giới một cái vắng vẻ chi địa cướp đoạt một tòa đại lục bản nguyên đi a à. tòa kia đại lục bất quá là một cái cấp thấp ma đạo đại lục chỉ có một đại lục ma đạo bản nguyên coi như không tệ làm sao lại nắm giữ lúc gian bản nguyên này liền không cần vũ văn đại nhân quan tâm nếu như vũ văn đại nhân không bẩm báo chuyện này lời nói chúng ta sẽ phái người hồi thiên giới bất quá cái kia lãng phí thời gian cũng quá nhiều đến lúc đó nếu là xuất hiện ngoài ý muốn gì không biết vũ văn đại nhân ngươi nhận không gánh vác nổi lăng lục lăng cười nhạo một tiếng hừ vũ văn bác sắc mặt tái xanh lạnh trên một tiếng hừ cái gì hừ lăng lục lăng lạnh lùng nói vũ văn bác ngươi là thực lực mạnh mẽ có địa vị cao nhưng mà chúng ta cũng là thánh chủ phủ thân truyền đệ tử tất cả mọi người vì thánh chủ đại nhân hiệu lực ai đóng góp giá trị cao người đó liền càng thêm chịu đến thánh chủ đại nhân coi trọng chúng ta bên ngoài chinh chiến tân tân khổ khổ tương lai chưa hẳn không thể mở tộc lập phủ còn xin Vũ Văn Đại nhân đừng có quá đáng. Vũ Văn Bác địa vị mặc dù ở xa bọn hắn phía trên, nhưng mà, bọn hắn cũng không chịu Vũ Văn Bác trực tiếp quản khống, huống chi, lần này phát hiện một cái như vậy thần kỳ đại lục. Một khi thánh chủ đại nhân hài lòng, đại lực vung trồng bọn hắn, bọn hắn chưa hẳn không thể trở thành thánh chủ phủ cao tầng, tự nhiên không cần e ngại Vũ Văn Bác. Vũ Văn Bác sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, chỉ một cái lúc gian bản nguyên còn không thể vững tinh thật giả ta cần hoàn chỉnh tình báo, cùng hoàn chỉnh tin tức, mới có thể bẩm báo thánh chủ đại nhân, các ngươi cũng biết. Bực này tin tức quá là quan trọng, nếu là tin tức xảy ra vấn đề gì, lại kinh động đến thánh chủ đại nhân, mấy người các ngươi cũng khó khăn trốn trách phạt. Trách phạt cái rắm. Lăng lục lăng vẫn nộ quát, vũ văn đại nhân, lời đã nói ở chỗ này, trách không trách phạt, là của chúng ta chuyện, bẩm báo không thông bẩm, là của ngươi chuyện, bất quá ngươi nên biết, Tất cả vượt giới đưa tin đại trận một khi mở ra. Đều sẽ có hình ảnh chuẩn bị tồn, nếu là bởi vì ngươi mà ra cái gì ngoài ý muốn, chính ngươi đi hướng thánh chủ đại nhân giảng giải. Lăng lục lăng, các ngươi đây là uy hiếp bản tòa sao? Uy hiếp ngươi? Chúng ta thật là đáng sợ à, ngươi vũ văn đại nhân bàn tay quyền hành, thủ hạ cao thủ một đống lớn, tùy tiện giết chết chúng ta liền cùng bóp chết con kiến tựa như. Như thế nào? Vũ Văn Bác Đại Nhân đây là muốn giết chết chúng ta, độc chiếm lúc gian bản nguyên sao. Lăng Lục Lăng dễu cực nói, tốt, không nói nhiều thừa thải, vượt giới đưa tin đại trận năng lượng không phải vô hạn, chúng ta còn muốn tiết kiệm năng lượng, thông không thông bẩm thánh chủ đại nhân, ngươi tự mình quyết định, cứ như vậy. 3. Thông tin đóng lại, đại trận màn sáng video đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký.